Hello, mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trong video lần này, mình cũng muốn giới thiệu với tất cả các bạn, phụ huynh cũng như các thầy cô giáo dạy các trường mầm non thân yêu của chúng ta. Thì giới thiệu với tất cả các bạn, trên tay của mình đây chính là đang cầm một những cái ảnh minh họa của một con động vật rất chi là quen thuộc mà các bé nhà chúng ta rất chi là khó nhận dạng giữa con vật A và con vật B. Thì như các bạn quan sát những cái ảnh minh họa của mình đây, trên một bức tranh sẽ được in với nền trắng và những màu sắc rất chi là rực rỡ, đẹp. Thì theo các bạn đoán đây là con gì? Đấy, các bạn đoán theo ạ. Đấy, thì chính vì các bạn khó đoán thì đến con em nhà mình cũng rất chi là khó đoán. Đấy, bởi vì nó chỉ vẽ được trên những hình, chúng ta phải có trí nhớ tốt và ý tưởng tượng cao thì mới nhận dạng ra được con này là con gì các bạn ạ. Đấy, thì các bạn có thấy giống con ong không? Đấy, rất giống con ong đấy các bạn ạ. Nhưng cũng thật ra cũng không phải là con ong đấy, và giống con bọ cạp cũng không phải con bọ cạp. Bọ cạp thì phải là nhiều chân đấy, cũng không phải con bọ cạp. Thì trước hết trong video này mình cũng muốn giới thiệu với tất cả các bạn về cái ảnh minh họa mà mình đang cầm đây. Thế thì đây chính là một con ruồi các bạn nhé. Đấy, thế rồi nói về con ruồi thì các bạn cũng thừa biết và các bé nhà mình cũng rất chi là hay nhìn thấy những con ruồi mà nó hay bay ở trên nền nhà cũng như là ngoài sân rất chi là dễ. Thế nhưng mà để nhận dạng ra một con ruồi cũng như trên thế giới động vật, hoặc là các bạn xem trên những truyền hình cáp như tivi, điện thoại, thì các bé cũng rất chi là khó như phát hiện từ những con ruồi và con ong, con bọ cạp, tất cả các con nó giống nhau na ná một cái khuôn viên các bạn ạ. Thế thì giới thiệu các bạn, chính vì vậy hôm nay mình đi chợ mình đi mua cái tấm thẻ này để về cho con em nhà mình dễ phân biệt và cũng dễ là nhận thức cũng như là nhận dạng ra từng con vật nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì như trong video các bạn quan sát, một con ruồi thì có 1, 2, 3, 4 cái chân các bạn đấy, rất chi là dài đấy, đấy là 4 cái chân đấy. Và các bạn quan sát đó chính là một cái mắt, hai cái mắt thì được nằm lồi ra hẳn với lại bộ đầu cũng như cơ thể của con ruồi, và được làm bằng màu đỏ các bạn nhé. Và mũi con ruồi thì cũng được làm bằng màu đen, mà trong đó là có hai cái vòi ra rất chi là nhỏ bé như cái sợi tóc đấy, đó chính là vòi vỏi vòi voi ra cái sợi tóc. Thế là với trên thân hình của một con ruồi như mình đang cầm đây thì thân hình rất chi là nhỏ bé đấy, nhưng có cái đôi cánh rất chi là to và mỏng các bạn không? Đấy, thì cánh là cũng được làm bằng màu hồng các bạn nhé. Đấy, chính cánh ruồi được màu hồng và có những đường gân xương tạo thành đường vân từ 1 đến 2 cái xương cánh rất chi là nhỏ, và cánh thì được làm hình bầu dục nhé các bạn ạ. Thấy không? Đấy, đó chính là để cho các con em dễ nhận dạng ra con ruồi từ cái ảnh minh họa này mà so với con ong rất chi là dễ. Thì như các bạn đây quan sát đằng sau tấm thẻ đấy thì đó chính là cũng đã ghi được chữ là con ruồi đấy. Và ngoài cái chữ con ruồi mà tiếng cha sinh mẹ đẻ ra thì đó chính là những phiên dịch ra những tiếng Anh ngay ở bên dưới bằng những cái nét mực đen rất chi là to các bạn ạ. Đấy, và rõ ràng để các con nhà mình học từ tiếng Việt sang tiếng Anh với một cái cách rất dễ. Thì giới thiệu với tất cả các bạn, như một tấm thẻ mình đang cầm đây, các bạn thường biết
thì để cho bé nhà mình dễ được nhận dạng thì hoặc là các bé thực tập, có thể các cha mẹ lấy những cái tinh màu cũng như bút để ra cho con nhà mình được vẽ hình dáng của con ruồi theo ở trên cái ảnh minh họa đây, thì để cho các bé được khám phá và từng chi tiết cũng như là tỉ mỉ từ cái điệu cong của cái chân hay là cái râu hay là cái cánh nó phải nằm địa thế như thế nào, có phải không? Thì để cho các bé nhà mình thực tập, trước hết là các bạn hãy lấy những cái tấm bìa khác hay là trên một quyển vở trắng mà các bạn sẽ đặt cho bé nhà mình một cái ảnh minh họa này ở đằng trước mặt, thì để cho bé nhà mình hãy tự lực cánh sinh và tự khám phá, tự tìm hiểu để bé nhà mình vẽ một con ruồi giống được như ở trên những cái ảnh minh họa này, thì quả là rất chi là khó khăn với cái sự tỉ mỉ và cẩn thận từng nét chữ đấy, rất chi là khó, có phải không ạ? Đấy thì chính vì khó như vậy nên mình mới mua cho con nhà mình một cái ảnh này để cho con nhà mình sẽ phải ngồi tỉ mỉ và nghiên cứu bằng mọi cách cũng phải vẽ được con ruồi này trước khi vào thực tập. Thì giới thiệu mí tất cả các bạn, mỗi một con ruồi mà có những ảnh minh họa và sẽ làm được trên những cái bìa giấy cắt tông cứng dẻo như thế này là mình mua với giá là 3.000 đồng các bạn nhé, để giới thiệu cho các bạn biết. Thì với 3.000 đồng mà cái tương lai của con em chúng ta mà nhận dạng được, thực hành được, vẽ được một con ruồi mà giống được trên những cái tấm thẻ này thì quả là vô cùng quý giá đấy, các bạn ạ. Thì chính vì vậy trong video này mình cũng giới thiệu với tất cả các bạn về cái con ruồi và tất cả những cái con động vật, mỗi con nó có một cái đặc trưng khác nhau đấy, và cái dáng vẻ cũng như cái đường nét của mỗi một con nó sẽ có một cái khác nhau rất chi là nhiều các bạn nhé. Thì mỗi như con ong thì nó sẽ phải là thắt đáy, có phải không? Nó không, còn nếu con ong thì nó phải là thắt đáy nương ong và nó sẽ có phải nhiều chân hơn so với con ruồi. Đấy là một cái cách nhận dạng dễ nhất để cho bé nhà mình tìm hiểu. Thì trong video lần này mình cũng muốn giới thiệu với các bạn sơ bộ như vậy, để video lần sau mình sẽ giới thiệu các bạn chi tiết và đầy đủ hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào, tạm biệt.